Hello anh em, thì ngày 18 tháng 5 này ở trên Lazada, gian hàng Philips sẽ có siêu sale, có rất là nhiều quà tặng này, như là bếp điện từ, máy đánh trứng hay máy sấy tóc gì đấy, và sẽ giảm giá 50% những cái sản phẩm gia dụng của Philips, cùng với cả trúng thưởng iPhone nữa, rất hấp dẫn. Thì trong video này mình sẽ review cho anh em sản phẩm này, máy sấy cũng sẽ sale trong ngày 18 tháng 5 này nhé, đó là con Philips BHD350. Chúng ta sẽ xem máy sấy này có gì đặc biệt và công suất cũng như là chất lượng của nó như nào trong video này nhé. Rồi thì hộp sản phẩm đây, Philips sẽ có cái chương trình rất hấp dẫn là mua càng nhiều thì chúng càng lớn, nên giải thưởng là iPhone 12 Pro, này, iPad Pro, AirPods nữa, rất là hấp dẫn luôn. Đó, mình sẽ để link gian hàng ở dưới video nhé. Và sản phẩm máy sấy tóc này, đây, Philips Hair Dryer, công suất của nó rất là khủng luôn, lên tới 2100W đây, và có Tremor Protect, cái đầu này rất là hay, tí nữa mình sẽ giới thiệu anh em. Đây, hình sản phẩm này, cái đầu này sẽ bảo vệ, sẽ giảm nhiệt độ bảo vệ tóc, máy sấy này sẽ tạo những cái ion, 2100 làm mát và cắm dây dài 1,8m, có 6 cấp độ nhé. Ok, một cái hộp đựng máy sấy mà khá to. Bên trong đây, sản phẩm này sẽ sale vào ngày 18 tháng 5 trên Lazada. Đó, giá là anh em biết là bao nhiêu không? 649.000. Đây là cái phiếu bảo hành này, bảo hành 2 năm toàn cầu. Anh em điền đầy đủ thông tin này. Rồi, tiếp là sách, những cái sách giới thiệu, sách hướng dẫn sử dụng. Đó, bỏ qua bên, khá là nhiều sách luôn. Đây chúng ta sẽ có hai cái đầu, một cái đầu thông thường mà hầu như máy sấy nào cũng có. Đó, nó sẽ tụ gió đây bằng nhựa cứng cáp, và một cái đầu này, cái đầu này mình thấy hay này, nó chế tạo như kiểu động cơ máy bay đấy, hay là những cái lốc gió ở trên xe ô tô ấy, gió điều hòa đó, thì nó sẽ giúp cho giảm nhiệt độ của máy sấy, và nó theo công bố sản xuất là giảm khoảng 15 độ C, và nó sẽ giúp bảo vệ tóc khi va sấy. Cùng với đấy là những cái khe rất là đều này sẽ giúp cho gió ra đều, tản đều. Ok, và tên tên sản phẩm máy Philips công suất 2100W, rất là khủng luôn. 2100W sấy tí là khô mà. Đó, chúng ta sẽ có đây logo này, 2100W, và khu vực trước này cũng thấy khá là lạ luôn, cũng thiết kế khác so với những máy sấy khác. Đó. Ở đây có ion, ionic cũng theo kiểu lốc xoáy này. Và chúng ta sẽ lắp, ở đây có hai cái đầu thì tùy anh em. Đó, chúng ta sẽ lắp như này. Đó, và tháo lắp rất là dễ dàng nhé. Đó, mình sẽ lắp đầu này, tí nữa test. Đằng sau là cái khu vực hút gió này. Ở đây thì có những cái thông số 220, 240, 50-60Hz và 2100W, BHD350, dây 1,8m. Đây là phích cắm đây, phích cắm cũng khá là dày. Và chúng ta sẽ có thêm cái đầu móc nữa. Sản phẩm làm bằng là nhựa đen, cái đầu này màu hồng, nhìn khá là lệch công ấy. Tay cầm thì chúng ta sẽ có cái nút chỉnh gió, có hai nấc, và ở đây sẽ có cái nút chỉnh nhiệt độ này, chế độ làm mát và chế độ 1, chế độ 2. Chỗ này là có tem bảo hành. Đó, như em có thể thấy thì ở đây sẽ có mức gió mạnh và gió nhẹ hơn. Và ở đây thì có mức gió lạnh và gió nóng, nóng nhất. Chế độ đầu tiên sẽ là gió lạnh, gió mát. Đó, đây là chế độ quạt nhẹ, nhưng quạt mạnh anh em sẽ nghe to hơn này. Đó, nhẹ hơn này. Đó, và bắt đầu chế độ nóng này. Đó, nóng đây. Mình để tay này vẫn rất thoải mái luôn, tại vì cái này này nó sẽ giúp cho đỡ bị nóng đó, và gió tản ra sẽ đều. Và đây chế độ nóng nhất đây, để tay này nóng nhất thì phải để tay như này, cứ để gần là bỏng đấy, để tay như này thôi, không đã thấy nóng rồi. Như này, và sau một hồi sấy thì mình thấy khá hiệu quả, khá nhanh, đạt hiệu quả cao.
Rồi, như vậy trong video mình đã giới thiệu nhanh nha sản phẩm máy sấy Philips 2100W. Lên mua mình sẽ để dưới video nhá. Philips đang sale ngày 18 này. Giá chỉ còn 649.000 thôi. Anh còn thấy video hay và thú vị đăng ký kênh của chúng mình nhé. Cảm ơn đã coi video. Bye bye. Tuy giá nó khá là chát nhưng mà đem lại hiệu quả cao anh em ạ.